rất hay, tuyệt vời. Rồi xuống đất an toàn. Rồi đụng cái ống tiếp rồi lúc lắc rồi. Rồi còn một nhánh đọt khá là to nữa. Wow. Cái này anh cắt không cần cục dây luôn, cắt liền ra luôn rồi. Đang phân dây để cuộc cái nhánh khá là to, nhánh nó đang nghiêng trên mái nhà này. Wow, ghê. Giặt hết biết lực chưa. Rồi xuống đất an toàn. Rồi xong phần đọt, giờ anh sẽ cưa phần thân bỏ dài xuống nha. Wow. Hết sức.
đang nghịch cộng dây điện qua một bên đằng cưa một cái lóng này khá là to. Không biết rồi, quá là to luôn rồi. Trời ơi, hết sức luôn. Hết biết cái nhánh nó gớt. Mấy cổng dây điện ra sẽ cưa bật gốc này cho quý vị xem nha. Nhãn này rất là ngã, rất là phê luôn á. Đang bị cái cọng dây lên để cuột cái đọt này, cuột cái thân gốc này đang kéo ra. Thủ thì đang cưa phân nhỏ lắm ra. Khá là cứng luôn.
cưa sóc sóc cưa. Giờ anh Tùng lấy cái máy lớn lại để cưa bật gốc nhãn nha quý vị. Rồi, hạ gốc. Để hạ gốc. Rồi chuẩn bị máy. Siêu phẩm nha quý vị. Vừa chém mí luôn. Hết sức con góc. Mà không sao hết. Thì giờ mình cắt mấy tấc mấy tấc. Bây giờ cái này em nó đi làm gì mà chắc là đúng làm gì đâu. Bây giờ mình làm gì thì không có chỗ gì đâu mấy đứa. Anh cắt cho em mấy cái thớt. Thớt hả? Ừ. Nó bị thúi rồi xài được không? Thớt à? Khúc mà không bị nè. Khúc nào không bị tắt cái khúc rồi đó. Hết sức luôn cái góc. Một gan, hai gan, ba gan. Ba gan.
sao ông ơi? Không chạy được đâu. Nó bị sao hết trơn rồi. Nè, sao hết rồi. Cái lỗi mình bị sao mình ấy vậy cái nó lên dâm. Đúng rồi. Sao không được. Nó phải như vậy nè. Có con này nè. Có cái này được không? Cái này được. Bao nhiêu năm rồi? Giờ anh Tùng sẽ cắt phân lóng nó ra, cắt bỏ cái củi nhau cái gì, cắt bằng 3 lần 4 gì đó. Rồi vậy là xong cây nhãn ngày hôm nay quý vị ơi. Rất là vất vả cái cây nhãn này luôn. Rồi nó thịt nó bên trong nó bỏng hư hết rồi. Quá trời nhãn nó đỏ, thịt đỏ. Già quá trời. Cá không nên không thôi đúng. Đó, video cũng khá dài thì Hai Lúa xin kết thúc video đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã luôn quan tâm theo dõi video Hai Lúa nha. Hai Lúa xin trân trọng kính mời quý vị các bạn anh chị em tiếp tục truy cập vào kênh Hai Lúa Tháp để thêm những video mới nhất của Hai Lúa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo của Hai Lúa.